Còn bây giờ thì chắc chắn bất cứ chương trình nào thì cũng sẽ có những chương trình văn nghệ để mà giải trí, đúng không quý vị? Sau đây Khánh Hoàng xin mời quý vị cùng thưởng thức một sáng tác của nhạc sĩ Hàng Châu, nhạc phẩm được mang tên Về Quê Ngoại. Anh xin mời em đi về miền quê xa lắc lơ. Đời quê hương anh có hàng dừa xanh, có ngàn câu hò thắm tình dân tộc. Anh xin mời em đi về quê ngoài một lần thôi, nơi anh chào đời ngoài ru bụi ngùi, bao năm vất vả mưa nắng ngược xuôi. Qua bao ngày thơ kỷ niệm mộng mơ anh đã đi, bao nhiêu năm qua chẳng về làng quê, chắc ngoại đã già tóc bạc da bụi. Ôi quên làm sao kỷ niệm êm đềm của tuổi thơ, anh mê từng mùa cơn gió giật giờ, ru anh giấc mộng thiêm thiếp vào thơ. Đây là quê hương anh, một dòng sông xanh nước chảy êm đềm. Đây là nhịp cầu tre nối liền hai thôn sớm nắng chiều mưa. Hôm nay anh về dùng lại hàng cao, tháng năm dài dầu cằn cỗi từ lâu, cho anh sống lại tuổi thơ ban đầu đã mất từ lâu. Em vui nhiều không khi mặt trời lên trên khóm tre, con chim xinh xinh nói chuyện cạnh me, xuống đầu sau hè uống giọt nắng hồng. Em thương nhiều không lưng ngoài đã không vì thời gian, quê hương ngàn đời câu hát một lời, cho anh giấc mộng thiếp thiếp vào tim. Dạ cảm ơn cô. Và ngày hôm nay chương trình ca nhạc cũng được tài trợ bởi công ty Teletron, đặc biệt với âm thanh Anh Dũng Ánh Sáng và One Man Band Hoàng Duy Tân và guitarist Anh Quốc Thắng. Đã lâu lắm rồi em về thăm lại chốn xưa, đã lâu lắm rồi em về đi qua cầu dừa. Cầu dừa trơn trượt lắm em ơi, đi mà không khéo té như chơi, môi son má đào chân buông cao gót, làm sao qua cầu dừa. Em ở phố thì quen rồi xe cổ đón đưa, em đã quên rồi quê mình có cây cầu dừa. Cầu dừa anh chạy trước em sau, nhưng ngày ta quấn quýt bên nhau, cây me trước nhà cây khế sau ngõ, trèo leo cùng cười thuở thiếu thời vui lắm. Ai ơi em lâu rồi đã bỏ cuộc chơi, bỏ anh bơ vơ với cây cầu dừa, cây cầu dừa sớm nắng chiều mưa. Bao kẻ đón đưa, làm sao em nhớ đến cây cầu dừa, nhớ vàng bông bi, nhớ con ông bầu sớm trưa. Bây giờ em về xa lạ cả người lẫn quê,
bao kỷ niệm. Cầu vừa dừng là lối đi chung, em giờ chân bước thấy mông lung. Cây me trước nhà, cây khế sau ngõ, nhìn em sao lạ lùng. Cầu vừa dừng là lối đi chung, em giờ chân bước thấy mông lung. Cây me trước nhà, cây khế sau ngõ, nhìn em sao lạ lùng. Vâng, quý vị, đó là hai bài dân ca được mang tên là Về Quê Ngoại và Cây Cầu Dừa. Còn tiếp theo chương trình, khách đoàn được biết là có rất nhiều các anh chị em, các nghệ sĩ mà chắc chắn một người nghệ sĩ này quý vị sẽ rất yêu thích, bởi vì cô đã từng gắn bó rất nhiều với những người lính Việt Nam Cộng Hòa từ trước năm 1975, và cho đến bây giờ cô vẫn tiếp tục phục vụ và có những bài hát gửi đến cho các cô chú anh chị trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Mời quý vị cùng thưởng thức phần trình diễn của nữ ca sĩ Băng Châu. Nhìn áo dài của chị là biết rồi đúng không ạ? Rất đẹp. Cảm ơn Khánh Hoàng trước. Băng Châu xin trân trọng kính chào tất cả quý khán giả. Và một lần nữa, Băng Châu phải nói là ngày hôm nay rất là xúc động và cũng rất là hãnh diện, vinh hạnh được góp mặt trong chương trình ngày hôm nay, ngày đại lễ khánh thành trụ cờ Việt Nam Cộng Hòa. Nghĩa là sáng rực một góc trời của miền Nam California, nhất là ở Phước Lộc Thọ, thì tất cả bà con đồng bào trên thế giới mà về Lứa Rô Sài Gòn chắc chắn phải ghé qua đây, và lá cờ tung bay làm cho tất cả đồng bào và anh chị em nghệ sĩ đứng phía trong xúc động, và Băng Châu cũng rất là xúc động. Và kính thưa quý vị, sau đây Băng Châu xin gửi đến quý vị một bài hát của nhạc sĩ Lam Phương. Bài hát này nói lên tại vì sao mà chúng ta bỏ nước ra đi. 40 mấy năm qua chúng ta đến đây, và bây giờ chúng ta đã an cư lạc nghiệp. Mời quý vị cùng hướng về với một cái bài hát đã đưa chúng ta đi. Đó là bài Chiều Tây Đô của nhạc sĩ Lam Phương. Thăm quê xưa với vườn cau thề, bàn tay anh đan dìu em bước trên cỏ khô, đi trong hoang vắng chiều Tây Đô. Bờ sông yêu xưa tao thứ tha mỉm miều, sao anh dường như em nghe trời nắng chiếu trong màu đen, đen như manh áo buồn chưa quên. Ghé hỏi có cây khóc gió than vàng, kể từ khi mất quê gió ra khơi đưa người vượt biển, mẹ chờ thư về ngồi thèm thuồng miếng trâu cây, trẻ thơ lang thang vì cơn đói suốt bao ngày, vợ chờ tin chồng ngày về quá xa xăm, bao năm giải phóng như thế này phải không anh? Ngày xưa ta quen từng viên đá quanh sân trường, nay sao nghe khác từng tên đường. Tàu đưa ta đi, tàu sẽ đón ta hồi hương, Tây Đô sẽ sống lại yêu thương.
đi trong hoàng vắng chiều Tây Đô. Bờ sông em xưa tao thứ tha mình nhiều, sao anh không thấy về Ninh Kiều. Dường như em nghe đời nắng chiếu trong màu đen, đen như manh áo buồn chưa quen. Chờ thương về ngồi thèm thuồng miếng trâu cây, trẻ thơ lang thang vì cơn đói suốt bao ngày. Mở chờ tin trong ngày về quá xa xăm, bao năm giải phóng như thế này phải không anh? Ngày xưa ta quen từng viên đá quanh sân trường, nay sao nghe khác từng tên đường. Tàu đưa ta đi, tàu sẽ đón ta hồi hương, Tây Đô sẽ sống lại yêu thương. Tàu đưa ta đi, tàu sẽ đón ta hồi hương, Tây Đô sẽ sống lại. Cảm ơn chị Ban Châu rất là nhiều. Kính thưa quý vị, trong chương trình hôm nay thì có một nhạc phẩm rất là nổi tiếng của nhạc sĩ Tô Huỳnh Vân, có tựa đề Quê Hương Bỏ Lại. Để khỏi làm mất nhiều quý vị, xin quý vị cùng chúng tôi cho một tràng pháo tay thật lớn đón mừng một nam danh ca rất đẹp trai trình diễn nhạc phẩm này, đó là ca sĩ Đăng Vũ. Xin trân trọng kính gửi tới quý vị, quý đồng hương lời chào thân thương. Cảm ơn quý vị. Là thứ anh. Là thứ tôi rục những ngày xa quê. Những ngày xa quê hương là những ngày mang đau thương. Một ngày xa quê hương là một ngày mang đau khổ. Một ngày không nắng ấm và một ngày mong mưa rào. Một ngày thiếu hơi thở của đồng ruộng nước Việt Nam. Đất nào sinh ra tôi, mẹ hiền nào cứu mang tôi, miền nào nuôi thân tôi, mà giờ này tôi xa rồi. Này dòng sông phơi nắng, kìa ruộng đồng lúa chín vàng, giờ này đã xa rồi và ngàn đời nhớ Việt Nam. Hãy nhớ và hãy nhớ người Việt Nam đang lạc loài, hãy thương và hãy quý tình đồng bào ta với ta. Hãy biết và hãy biết rằng ngày mai khi ta về, hãy nhóm ngọn lửa hồng thắp sáng vạn niềm tin. Gió
chiều mang hương quê, lòng giật mình trong cơn mê. Ngày buồn ôi lê thế, mà hồn mình như ê chề. Sài Gòn ta vẫn nhớ, Đà Lạt chìm trong sương mù. Chiều nào biển Vũng Tàu sóng tần cùng đến Cà Mau. Nhớ nhiều quê hương ơi, thật tần cùng xa xôi thôi. Vùng trời Nha Trang xưa và dòng Đồng Nai hững hờ. Nào Cần Thơ nắng ấm kìa, ruộng đồng lúa chín vàng. Giờ này đã xa rồi và ngàn đời nhớ Việt Nam. Hãy nhớ và hãy nhớ người Việt Nam đã lạc loài. Hãy thương và hãy quý tình đồng bào ta với ta. Hãy biết và hãy biết rằng ngày mai khi ta về, hãy nhóm ngọn lửa hồng thắp sáng vạn niềm tin. Hãy nhớ và hãy nhớ người Việt Nam đang lạc loài. Hãy thương và hãy quý tình đồng bào ta với ta. Hãy biết và hãy biết rằng ngày mai khi ta về, hãy nhóm ngọn lửa hồng thắp sáng vạn niềm tin. Gió chiều mang hướng quê, lòng giật mình trong cơn mê. Ngày dài ôi lê thế, mà hồn mình như ê chề. Sài Gòn ta vẫn nhớ, Đà Lạt chìm trong sương mù. Chiều nào biển Vũng Tàu sóng tần cùng đến Cà Mau. Nhớ nhiều quê hương ơi, thật tần cùng xa xôi thôi. Vùng trời Nha Trang xưa và dòng Đồng Nai hững hờ. Nào Cần Thơ nắng ấm kìa, ruộng đồng lúa chín vàng. Giờ này đã xa rồi và ngàn đời nhớ Việt Nam. Nào Cần Thơ nắng ấm kìa, ruộng đồng lúa chín vàng. Giờ này đã xa rồi và ngàn đời nhớ Việt Nam. Hay quá Đăng Vũ ơi. Khánh Hoàng biết rằng có rất nhiều quý vị muốn mo, nhưng mà chương trình nghe nói hơi ngắn ngắn. Cho nên nếu mà các ca sĩ mà hát hết rồi đó, mà còn quý vị ngồi ở đây được sự cho phép của ban tổ chức, thì ca sĩ chúng em hát tới tối luôn được không ạ? Dạ, cho nên cho chúng em đi tour trước nha. Bởi vì Khánh Hoàng biết là có chị Caroline Kim cũng tới rồi nè, anh Nguyễn Tiến Dũng nè. Rồi có bộ tịch nghệ sĩ như những vũ đoàn đã chờ từ hồi sáng tới giờ để mà phục vụ cho quý vị. Cho nên cho tụi em hát xong một tour đi. Nếu mà còn đông đó, trời tối luôn quý vị ha. Nên là nhà của mình mà, đúng không ạ? Còn bây giờ thì Khánh Hoàng xin mời quý vị cùng thưởng thức giọng ca mà chắc chắn quý vị cũng rất yêu mến. Bởi vì chị có đóng góp rất nhiều trong cộng đồng quý vị. Chị đóng góp trong vấn đề về TV, truyền thông, báo chí và cả những cái sinh hoạt cộng đồng nữa. Và chương trình ngày hôm nay chị cũng xuất hiện và sẽ gửi đến chúng ta một nhạc sĩ, một sáng tác của nhạc sĩ Đỗ Kim Bảng, nhạc phẩm Mưa Đêm Ngoài Ô. Mời quý vị cùng chào đón phần trình diễn của nữ ca sĩ Mai Vy. Xin cảm ơn Khánh Hoàng. Và kính thưa quý vị, khi nhạc phẩm này thì Mai Vy sẽ được sự phụ họa của hậu duệ Việt Nam Cộng Hòa của chúng ta tại đây. Và nhạc phẩm này Mai Vy cũng thân tặng đến tất cả các anh cựu chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa đã hy sinh một đời trai trẻ cho đất nước Việt Nam. Và ngày xưa thì chúng ta chiến đấu cho quê hương, ngày hôm nay thì chúng ta làm tất cả những công việc tốt cho cộng đồng mình ngay tại hải ngoại. Kính mời quý vị thưởng thức Mưa Đêm Ngoại Ô.
trắng chênh chênh xuyên ánh qua mình. Trời đã khuya rồi đây, mưa trên xóm xa anh đô thành. Đường ngoài kia không xôn xao, không đẹp vì đèn màu. Ôi đường dài hun hút với đêm thâu. Mưa nghe nao nao lần tiếng còi tàu thét lâu. Nằm giữa đêm ngoại ô, nghe mưa rớt trên khóm tre già. Thầm nhớ ai ngoài xa,
Vâng, xin cảm ơn chị Mai Vy rất nhiều. Wow, một bài hát mà có múa phụ họa nữa. Múa phụ họa trên sân khấu mà múa phụ họa dưới đây luôn. Nhưng mà chị ơi, hồi nãy với anh muốn dặn chị đó là bởi vì chương trình chúng ta ngày hôm nay có mười nhiều người livestream. Nếu chị muốn nhảy, chị nhảy đây nè, nha. Nhảy đây nè, cũng có chỗ, tại vì mọi người muốn nhìn lên sân khấu đó. Chị nhảy như chị che cái máy ống quay đó, nó không có đẹp, nha chị ha. Chị qua đây chị nhảy cho mọi người nhìn thấy sân khấu, nhìn ca sĩ. Ha, cười cái kia nè. Ok. Rồi, bây giờ kính thưa quý vị, tiếp tục chương trình văn nghệ ngày hôm nay. Thì Khánh Hoàng được biết là ngày hôm nay có rất nhiều những YouTuber, những cơ sở truyền thông cũng đến đây để mà ghi hình lại những cái hình ảnh mà đặc biệt này. Mong rằng tất cả chúng ta hãy vui vẻ, hòa thuận với nhau để mà chúng ta có một cái chương trình nha quý vị. Và tất cả quý vị nào đang theo dõi chương trình YouTube thì Khánh Hoàng xin lặp lại một lần nữa. Ngày hôm nay là ngày lễ khánh thành trụ cờ và lễ thường kỳ Việt Nam Cộng Hòa. Là một chương trình rất ý nghĩa mà thành phố Westminster đã nỗ lực rất nhiều để có hai lá cờ. Một lá cờ là của người của Hoa Kỳ, một lá cờ của Việt Nam Cộng Hòa được cắm ngay tại Thương xá Phước Lộc Thọ, là nơi trung tâm của người Việt Nam của chúng ta. Còn bây giờ tiếp tục chương trình văn nghệ, xin mời quý vị hãy cùng hướng về sân khấu và cùng theo dõi phần trình diễn của nam ca sĩ Nguyễn Tiến Dũng. Tôi hát mà kêu theo dõi thì ghê vậy. Gỡ kiến ra chứ nha. Quên. Rồi bây giờ tới cái phần mà để chị múa được nè. Ai muốn múa ra múa Dũng nha. Chúng ta là người miền Nam quý vị, miền Nam Việt Nam, gồm lục tỉnh miền Tây vân vân, rất là yêu thương thưa quý vị. Và với cái tâm tình này thì Nguyễn Tiến Dũng cũng chia sẻ với quý vị, Dũng rất là vinh dự, rất là tự hào và rất là may mắn khi chúng ta được sống trong những năm tháng rất là hạnh phúc trước 75. Dũng xin gửi đến quý vị một nhạc phẩm mà trong đó một cộng đồng miền Nam Việt Nam gồm cộng đồng người Hoa, cộng đồng người Việt, người Khmer cùng chung sống hòa bình với nhau. Và cũng sắp tới là Tết Khmer rồi đó quý vị. Dũng gửi đến quý vị một nhạc phẩm xin dành tặng riêng cho người dân Sóc Trăng và cho tất cả chúng ta những người miền Nam Việt Nam yêu thương. Bài hát Sóc Sa Bay Sóc Trăng để chúng ta nhớ về những năm tháng bình yên, hòa bình ngay tại miền Nam quê hương của chúng ta. Múa nha, múa nha. Dạ. Dạ, đây chỉ là dancer của Westminster by Night. Bong ơi bong, từ xa nó bong. Chôn cho đám thơ mấy cái bong. Người dân quê tôi Sóc Trăng đã bao đời dầm mưa dãi nắng, đổi lấy chén cơm thơm ngon như sữa mẹ mát ngọt đời con. Sông quê tôi đổ về ba ngã, cây trái ngọt uống dòng phù sa, đường qua thương khánh có người bán hoa, tùa chế tùa hiếu ta lư thiền. Về đây tâm thăm người bạn Khmer, nghe hát dù kép và điệu múa lâm thơ. Sóc Sa Bay ơ bòn, tàu na ơ bòn, tàu na ơ bòn ơi. Xin cảm ơn vũ đoàn Westminster by Night. Vì ai biết múa cùng bước ra hòa điệu chung với lại những dancer của chúng ta quý vị. Người dân quê tôi Sóc Trăng đã bao đời dầm mưa dãi nắng, đổi lấy chén cơm thơm ngon
như sữa mẹ mát ngọt đời con. Sông quê tôi đổ về ba ngã, cây trái ngọt uống dòng phù sa. Đường qua tường gánh có người bán hoa, tuổi chế tuổi hiếu ta lư thiền. Về đây tâm thâm người bạn thơ me, nghe hát dù kê và điều múa lâm thơ. Sốc sơ bay ơ bòn tơ na ơ bòn tơ na ơ bòn ơi. Vâng, điều múa, điều múa lâm thơ rất là dễ thương đó quý vị. Về đây quê tôi sống trăng, lũy tre làng hàng dừa rượm bóng. Dù đi bốn biển năm châu, xa quê rồi mới hiểu lòng đau. Dù đi biển năm châu, xa quê rồi, xa quê rồi mới hiểu lòng đau. Okun, Okun là cảm ơn thôi. Thank you very much. Okun. Vâng, kính thưa quý vị, và bây giờ một tiếng hát trẻ của trung tâm Mesa mà quý vị rất là yêu mến. Một tràng pháo tay thật lớn dành cho nam ca sĩ Philip Huy. Yeah, Philip Huy xin kính trọng trận, trọng trọng. Kính chào quý vị. Hello quý vị. Và hôm nay là ngày rất là quan trọng và rất là vui cho người Việt Nam Cộng hòa tị nạn. Và chúc cho quý vị một rất là nhiều hạnh phúc. Và sau đây xin quý vị tham dự một đám cưới. Đó là đám cưới nhà Bình. Are you ready? One more time, are you ready? One, two, three, four. Trời anh linh đám cưới nhà Bình em ơi, em sẽ là cô dâu đẹp tuyệt vời. Đàn trai của anh đi chiếc xe tăng tàu bay, đám cưới tụi ta lành mạnh biệt mới. Bạn anh không thiếu trong đám tình trai hiên ngang, ta thích tình yêu hơn cả bạc vàng. Đàn trai nhà anh sẽ giúp cô dâu thật xa, nhà trai nhà gái vui vẻ. Một nàng tiên trong giang học sinh, cười duyên linh chứng minh đã tình. Ngời đôi mắt tích xuân thanh bình, nhìn bầu trời xanh xanh, nghe trong tim trẻ nghe rung rí. Rồi sau khi cưới anh sẽ cùng em đi xa, hai đứa mình vui trên mặt đầm đà. Nhà đơn vì anh biết suối trên hoa đẹp xinh, trời mây mờ cõi xanh của bọn mình. Mọi người đám cưới, đám cưới nhà Bình, đừng chờ anh linh đám cưới nhà Bình em ơi, đừng chờ anh linh đám cưới nhà Bình, đừng chờ anh linh đám cưới nhà Bình em ơi. Chờ anh linh đám cưới nhà Bình em ơi,
em sẽ là cô dâu đẹp tuyệt vời. Anh chàng của anh đi chiếc xe tăng tàu bay, đam mê tuổi ta lên đỉnh biệt mới. Bạn anh không thiếu trong đám chàng trai hiên ngang, tha thiết tình yêu hơn cả bạn. Trong giang học sinh người duyên lý chiếm bên đàn tình, người đôi mắt tất xuân thanh bình, bầu trời xinh xanh nghe trong tim trẻ nghe rung rinh. Giờ sau khi cưới anh sẽ cùng em đi xa, hai đứa mình vui chân mặt đầm đà, nhà đơn vì anh biết suốt chân hoa đẹp xinh, trời mây mà có gì vô bỏ. Xin cảm ơn ca sĩ Philip Huy. Và kính thưa quý vị, để tiếp theo chương trình thật là lạ, chúng ta không nhiều thời giờ, thì xin mời quý vị thưởng thức một giọng ca mà nổi danh từ trong nước ra tới hải ngoại mà một số đông khán giả rất yêu thích. Giờ phút này xin quý vị cùng chúng tôi đón chào nữ ca sĩ Caro Kim. Caro Kim xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, congratulations Westminster, finally we made it. Alright, tất cả Caron Kim muốn nói gì mà anh chị em nghệ sĩ đã nói hết rồi. Bây giờ chúc quý vị một cuối tuần rất là vui và được bình an. Và sau đây mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Cái Chăm Em Cài. Mới nghe dưới nói là Cái Chai Em Cầm. Hai. Anh này anh có cái 10 ngón tay, nhưng mà 10 ngón tay anh đang mò, mà không biết anh mò cái gì. Quý vị thông cảm, nghe hơi bị tăng mò một chút. Ánh sáng nó chiếu xuống, anh không thấy gì. Thành ra, thường thường ta có ánh sáng, người ta mò, người ta thấy liền con này. Ánh sáng thì anh không thấy, nhưng mà tối thì anh thấy. anh tên nhỏ, và đây là anh tên gì quên nhỉ? Quốc Thắng. Xin gửi một chào vào tay cho hai nhạc sĩ. Rồi sao em có được hát không? Trời ơi, không cho hát là chắc khóc quá trời ơi. I love you too. Oh my God. Ủa, hồi nãy mấy người kia không bị, mà sao tự nhiên Caron Kim lại lên là bị vậy trời? Why? Cái gì vậy em? Oh my God. Tại anh có mấy cái nút rất là đặc biệt. Mấy nút mà nhấn. Nghe cái nó đã dễ sợ, quý vị biết không? Thành ra. Rồi Tân, are we okay now? Hôm nay gió quá trời. Trời ơi, đâu mà kiến vừa giống điệp viên xong không thấy. Trời ơi. Cái chăm em cài là do tình nhân em yêu đó, trốn xa muôn trùng người yêu của em gửi về. Cái chăm em cài là thương, niềm thương nỗi nhớ, như người nhân tình thương trọn đời một lòng yêu em.
cái trăm em cài làm chi nào anh đâu biết. Ấy anh đã làm bằng viên đạn đồng. Ấy anh đã làm bằng viên đạn đồng sang chơi. Cuộc cô cuốn thù là một ngày gửi về cho em. Ai nhớ ai cái trăm em cài để làm tình. Tình của mình đốt trăm hỡi trăm mây làm sao nhé. Nhớ thương tình nhân cái chân em cài là do tình nhân em biếu đó. Đang chi đâu nào bằng viên một viên đạn đồng. Cớ sao đêm ngày ngồi mơ rồi thương với nhớ. Nhớ người nhân tình đã thề nguyên cùng mình yêu nhau. Yeah, check it out. Ai nhớ ai cái trăm em cài để làm tình. Tình của mình đó trăm hỡi trăm mày làm sao nhớ. Nhớ thương tình nhân cái trăm em cài là do tình nhân em biếu đó. Đang chi đâu nào bằng viên một viên đạn đồng. Anh sao đêm ngày ngồi mơ rồi thương với nhớ. Nhớ người nhân tình đã thề nguyện cùng mình yêu nhau. Nhớ người nhân tình đã thề nguyện cùng mình yêu em. Nhớ người nhân tình đã thề nguyện cùng mình yêu em. Xin cảm ơn quý vị. Không có thời giờ giờ. Tí xíu chị Karen Kim sẽ trở lại sân khấu nữa quý vị. Vì có rất nhiều nghệ sĩ có mặt ở đây. Và kính thưa quý vị, một giọng ca kế tới chắc quý vị cũng chưa có nhiều, nghe nhiều đây. Nhưng là cô ta đến từ Florida, trong ban nhạc Thùy Dương của chúng tôi từ Florida. Hôm nay cũng nhân ngày khánh thành tượng đài hôm nay thì có mặt ở đây để xin giúp vui chương trình cùng tất cả quý vị. Và xin quý vị cùng chúng tôi cho nữ ca sĩ Thi Hồng một tràng pháo tay. Thi Hồng thì được xin ái kính chào quý khách và Thi Hồng rất là hãnh diện được đứng lên trên sân khấu của Little Saigon, California. Và Thi Hồng muốn chia sẻ một bí mật trong niềm đam mê ca hát của Thi Hồng là chị Thanh Lan. Chị Thanh Lan là idol của em khi em còn nhỏ. Và sau đây Thi Hồng xin gửi đến quý vị một nhạc phẩm ngoại quốc có nhan đề It's Now or Never. Xin quý vị cho ban nhạc một tràng pháo tay. So tender, my heart was captured, my soul surrendered. I spent a lifetime waiting for the right time. Now that you're near, the time is here at last. It's now or never. My love won't wait.
just like a willow. We will cry an ocean if we lost true love and sweet devotion. Your lips excite me, let your arms invite me. Hard to know when we'll meet again. Cảm ơn ca sĩ Thế Hùng rất là nhiều, rất là ít khi mà được dịp qua trình diễn bên đây. Bên Florida thì là đã trình diễn với trung ban nhạc Thùy Dương, tôi là Bầu Xô, là nhạc trưởng mấy chục năm cùng với nhạc sĩ Mai Chí Dũng. Mà khi nhạc sĩ Mai Chí Dũng qua Cali này định cư lại mấy năm trước thì ban nhạc anh em cũng lớn tuổi, cũng về hưu luôn. Và kính thưa quý vị, giọng ca kế tới, xin quý vị thưởng thức giọng ca của nữ ca sĩ Bạch Mai. Dạ, Bạch Mai xin trân trọng kính chào quý vị. Bạch Mai đến từ Fresno, California. Lái xe 4 tiếng đồng hồ. Ông xã của Bạch Mai là chủ tịch cộng đồng người Việt ở đó. Và lúc nào hai vợ chồng cũng đi sinh hoạt cùng nhau. Hôm nay Bạch Mai rất hân hạnh góp tiếng hát của mình
xin mời quý vị ra sân nhảy dưới kia với vũ điệu cha cha cha. Bạch Mai xin gửi đến quý vị nhạc phẩm Sài Gòn đẹp lắm để chúng ta nhớ về quê hương yêu dấu ạ. Chiều nắng chưa phai, thì xa thấp thoáng muôn tà áo tung bay. Nếp sống vui tươi đôi chân nhau đến nơi đây. Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi, Sài Gòn ơi. Người xe như nước trên đường vẫn qua màu. Người già tắm bến câu chào nói xôn xao. Phố xa vui tươi đón chân tôi đến nơi đây. Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi, Sài Gòn ơi. La 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 la. Sài Gòn đẹp mà Lý Đô Sài Gòn còn đẹp hơn thì đúng không chị? Đúng không quý vị? Lý Đô Sài Gòn đẹp không ạ? Quá đẹp, đẹp nhờ quý vị, đẹp là nhờ hai cục cờ này. Một tràng pháo tay thật lớn đi quý vị ơi. Yêu quá, thiêng liêng quá. Giây phút này chắc chắn chúng ta sẽ còn vẫn còn nhớ mãi, bởi vì những hình ảnh này vẫn còn quay lại những cái gì đã diễn ra. Và rất nhiều quý vị đã đến đây chung niềm vui qua những điệu nhảy, làm cho không khí thêm sống động. Và kính thưa quý vị, trong cái ngày hôm nay đặc biệt này thì chúng ta có rất nhiều những cộng đồng ở những tiểu bang, ở những thành phố xa cũng đến đây để mà chung vui với đại gia đình của Little Sài Gòn. Một trong những cộng đồng Việt Nam ở tại Fresno đại diện đó là anh Lê Quy sẽ đến đây để mà góp vui trong chương trình. Mời quý vị một tràng pháo tay thật lớn cho anh Lê Quy từ Fresno. Xin cảm ơn tất cả anh chị em. Và để tiếp nối chương trình, Đình Quy xin gửi đến tất cả anh chị em một nhạc phẩm điều twist thật là dễ thương, bài Nếu Có Yêu Tôi. ¶¶
có đến với tôi thì đến với tôi bây giờ, đời ngày mai đến khi tôi xa đời, đừng đợi ngày mai đến khi tôi phải ra đi. Ôi buồn làm sao nói lời tạ ơn, nếu có bao dung thì hãy bao dung bây giờ, đợi ngày mai đến khi tôi xa đời, đừng đợi ngày mai đến khi tôi nằm im ơi. Tôi chẳng làm sao tà lỗi cùng người, dồn dần bao nỗi đau, nghẹn ngào bao nỗi vui, nhiều nhàn bao nỗi đau, ngậm ngùi bao nỗi vui. Có nhớ thương tôi thì đến với tôi lúc này, đợi ngày mai đến khi tôi xa người, đừng đợi ngày mai đến khi tôi nằm xuôi tay, trôi dạt về đâu chốn nào tựa nương. Nếu có yêu tôi thì hãy yêu tôi bây giờ, đợi ngày mai đến khi tôi lìa đời, đừng đợi ngày mai đến khi tôi thành mây khói, cạn bụi làm sao mà biến niềm cười, dồn dần vào nỗi đau, nghẹn ngào vào nỗi vui, nhiều nhàn vào nỗi đau, ngậm ngùi vào nỗi vui. Bao nỗi đau, nghẹn ngào bao nỗi vui, nhiều nhàn bao nỗi đau, ngậm ngùi bao nỗi vui. Có nhớ thương tôi thì đến với tôi lúc này, đừng ngày mai đến khi tôi lìa đời, đừng đợi ngày mai đến khi tôi nằm xuôi tay, trôi nhạt về đâu chốn nào tựa nương. Nếu có yêu tôi thì hãy yêu tôi bây giờ, đợi ngày mai đến khi tôi lìa đời, đừng đợi ngày mai đến khi tôi thành mây khói, cạn bụi làm sao mà biến mỉm cười, dồn dần bao nỗi đau, nghẹn ngào bao nỗi vui, nhiều nhàn bao nỗi đau, ngậm ngùi bao nỗi vui. Phê quá anh hả? Từ Fresno lái xuống đây tham dự chương trình phê quá, giờ mở mắt dậy. Cảm ơn Lê Quỷ rất nhiều ạ. Vâng, như đầu chương trình chúng ta thấy là có rất nhiều những cộng đồng bạn, những cộng đồng ở những tiểu bang xa, ở những thành phố xa đã có gửi thơ về chúc mừng cho chương trình ngày hôm nay.
Và có rất nhiều ca sĩ như là Khánh Hoàng có chia sẻ hồi nãy là chương trình ngày hôm nay được sự bảo trợ của Teletron, của anh Uy Nguyễn, một trong những người lúc nào cũng có tâm hướng tới cộng đồng. Bất cứ những chương trình gì cộng đồng tổ chức, anh cũng đều tài trợ, có thể bằng hiện kim hoặc là có thể bằng những người nghệ sĩ mà anh quen biết và làm việc chung với anh, như là hoặc nhạc sĩ Hoàng Duy Tân, như là anh Dũng Ánh Sáng, như là anh Quốc Thắng, như là các ca sĩ. Đó là những cái sự đóng góp của các cơ sở thương mại cho cộng đồng Việt Nam chúng ta. Một lần nữa xin tất cả chúng ta hãy một tràng pháo tay thật lớn cho Teletron đã bảo trợ cho Phường Văn Nghệ nè. Dạ, mặc dù biết là anh đang ở đâu, anh không nghe đâu, nhưng mà tất cả những gì chúng ta làm là chúng ta tỏ cái lòng biết ơn đối với bất cứ một sự đóng góp nào. Chúng tôi cảm ơn quý vị vì tham dự, chúng tôi cảm ơn ban tổ chức vì đã tạo ra cái chương trình ngày hôm nay, và chúng tôi cũng xin cảm ơn các anh chị em nghệ sĩ, ca sĩ, những người mà phụ trách phần ẩm thực, rồi phần hậu cần, tất cả mọi thứ đều đến đây để mà phục vụ cho chương trình ngày hôm nay. Có một người mà Khánh Hoàng chợt thoáng thấy nhưng mà không biết ảnh có chịu lên đây để phát biểu hay không. Nhưng mà Khánh Hoàng tin chắc rằng khi mà Khánh Hoàng giới thiệu thì thứ nhất quý vị sẽ rất yêu mến, quý vị vỗ tay lớn thì ảnh sẽ lên đây nói vài lời để cho chương trình chúng ta càng thêm ý nghĩa. Xin mời quý vị hãy một tràng pháo tay thật lớn cho Trương Quốc Huy. Quý vị muốn anh Trương Quốc Huy lên đây giới thiệu vài câu không ạ? Nếu quý vị muốn thì xin mời quý vị vỗ tay thật lớn, bởi vì Khánh Hoàng mới là Trương Quốc Huy là chỉ lên channel của mình nói chuyện thôi. Nào mà đặc biệt lắm anh mới lên, mà ngày hôm nay đặc biệt thiệt. Đã, mời Trương Quốc Huy. Thưa quý vị, xin chào hết tất cả các cô chú với lại quý vị đồng hương với quý vị khán giả đang theo dõi chương trình. Tự nhiên anh Khánh Hoàng bắt bỏ lên trên này. Rất là vui cái ngày hôm nay quý vị thấy sau khi cái lễ thượng kỳ rồi đó. Cái lá cờ mà ngày hôm nay mình được thượng kỳ ở đây anh Khánh Hoàng với lại quý vị là phải nói rằng là trong thời gian rất là mau luôn. Khi mà thị trưởng Sally Nguyễn Mạnh Chí cùng với anh Nam Quang với lại mấy anh em trong hội đoàn mình vừa chuẩn bị cái diễn hành Tết. Cái lúc đó tự nhiên là thì cũng nhờ mấy anh em YouTuber, anh Quy Đức đồ rồi rất là nhiều cái hội đoàn trước đây họ mong mỏi. Thì thường cái câu hỏi của mọi người khi mà đi về Lý Đô Sài Gòn á, nói về đây đi, không có thấy cái có cái lá cờ lớn, mà ở đây mình cũng có rồi, mình cũng có lá cờ Việt Mỹ rồi, nhưng mà nằm ở tuốt ở ngoài cái tượng đài ngoài đó đó thì nó không có thuận tiện bà con ở đây. Thì cứ đặt cái câu hỏi hoài thì trong cái nhiệm kỳ của thị trưởng Charlie á, mình cũng có những cái gợi ý với lại ông Triệu Phát, chủ nhân của Phú Lộc Thọ ở đây, thì mới vừa được cái sự đồng ý một cái trong vòng có 1-2 ngày là bà con đóng góp tới tấp liền. Cũng có cái trên channel của anh Nam Quang, Search Media, anh Tiến Dũng, ở trên khán giả của Anten TV, của trên cái channel của Huy, với lại anh Huy Đức, rồi chị Ngọc Hiền TV, tất cả mấy anh em YouTuber đều ủng hộ hết. Là riêng ở đó thì Huy, phần Huy cũng vậy, Huy cũng có cái shop, Anten Shop, cái mình cũng đóng góp cho cái lá đại kỳ này. Và có một người nữa quý vị, anh quý vị biết là anh doanh nhân, anh tỷ phú Ngô, anh triệu phú Ngô Tấn Kiệt á, ở trên Thiên Long Sơn á, ảnh mới vừa nghe Quy nói một cái ảnh đóng góp cho 3,000 liền. Dạ. Và cũng cái đó là cái một trong những cái niềm vui rất là vui. Nhưng mà sẵn ở đây cái lá cờ được treo lên rồi đó, Quy có cái câu chuyện Quy chia sẻ cùng với quý vị. Quý vị cũng biết á, là phần đông á, mỗi năm á, tại vì quý vị không có theo dõi truyền thông, quý vị biết là bên phía nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đó, họ làm mình ra đây đó, mình ăn bao nhiêu cái Tết đó, mỗi cái Tết như vậy đó, mình làm rất là đẹp, rất là trang trọng đúng không? Năm nào cái diễn hành ở trên đại lộ bonsai như thế này đó. Trời, họ làm cái chương trình TV, họ chiếu bên Việt Nam á, coi thấy chán muốn màu luôn. Tự nhiên nó ghi cái chương trình lên ghi cộng đồng Việt Nam ăn Tết, chui vô trong lãnh sứ quán trên San Francisco á, nó lèo tèo có mấy người à. Cái xong lấy người của nó chiếu lên, nó để ba bông mai bông đào giả, cái nó hô ở bên Mỹ này buồn lắm, trời ơi trời. Nó nói ủa tại sao bên này Tết đây người ta đông vui vậy, sao mày không chiếu? Anh mình coi chán mồ luôn. Cái đó là một cái. Thứ hai nữa đó, thật sự đó, họ không có muốn cho cái người Việt mình ở bên này đó có cái uy tín trong cộng đồng.
tất cả những cái người mà chính trị gia trước đây như anh Chí Tạ hay là các cái chính trị gia gốc Việt của mình á, khi mà lên có được những cái chức vụ mà ở trong cái chính trường của Mỹ đó, cái họ đưa những cái chương trình lên, họ nói cái thành phố này giống như cái thị xã hoặc là như vậy đó, thì họ làm cho cái tiếng nói của cái người bên này mất cái giá trị. Thành ra Quy là Quy hay Quy hay phản bác lại những điều đó. Nên nhớ một điều á, cộng đồng Việt Nam mình ở đây á, mình có 2 triệu người à, 2 triệu mấy người à, mà quý vị biết là cái riêng cái phần mà cái thuế đóng góp cho nước Mỹ, ngành nail hay là những cái đóng góp hay là những cái vị trí ở trong cái xã hội của nước Mỹ á, đâu có cái cộng đồng Việt Nam nào, cái cộng đồng mà thiểu số nào, cái cộng đồng mà cái người sắc dân mà ít á, mình có tới 5 ông tướng trong quân đội Mỹ lận. Quý vị thấy không? Và kể cả nếu mà tính về cái số người mà, cái lượng người mà, tại cái này người ta không thống kê ấy thôi, triệu phú của mình nhiều lắm á anh. Đúng rồi, tỷ phú nữa, tỷ phú cũng nhiều có nữa. Mà mình có bao nhiêu người dân bên này. Thì thường á, mình hay dễ bị so sánh như thế này nè. Ở bên này mình tổ chức bất kỳ cái sự kiện gì của cộng đồng á, là bởi vì cái cộng đồng mình tổ chức. Thì họ, cái kiểu mà truyền thông của bên phía nhà cầm quyền Việt Nam á, nó dùng cái tầm cỡ của quốc gia để so sánh với cộng đồng đây. À, với lại thường phần đông á, mấy cái một số người làm YouTube á, mà mới qua bên Mỹ á, ở chưa có nóng đít nữa, mặc chưa hết 4 cái quần jean nữa, mà bày đặt phán nước Mỹ như thế này, như nước Mỹ thế kia. Trời ơi, bên này sướng muốn chết luôn, than khóc hoài à, quý vị không thấy sao? Đúng không? Tại thì thường họ hay kích động những cái điều đó lắm. Bây giờ quý nói là Mỹ ở đâu? Tự nhiên nói đi qua đây, rồi có nhiều người nói đi qua bên này nếu mà khổ á, không có ai. Bây giờ quý vị đi ngang đường số 4 ngay đằng trước chỗ lãnh sự quán Mỹ coi, xếp hàng cỡ 1 cây số rưỡi á, 4 giờ sáng là thấy rồi. Quy ơi, bây giờ thực sự cái cảm ơn Quy rất nhiều nha. Cái việc ở đây rồi, nên thành ra đó quý vị là Quy chỉ mà... có vài lời Quy nói vậy thôi. Dạ, đó là trong ngày hôm nay đó, cái điều này quá, nó là chứng minh tất cả mọi thứ rồi. Rồi, cảm ơn Quy rất nhiều. Và quý vị muốn nghe những lời chia sẻ của Trương Quốc Huy nhiều nữa thì xin mời quý vị hãy lên channel YouTube của Trương Quốc Huy N10 TV để mà nghe những lời bình luận của anh. Còn bây giờ tiếp tục chương trình văn nghệ và mời anh Nguyễn Minh Chí. Vâng, trước khi anh Khánh Hoàng mời tiếp cái chương trình văn nghệ ngày hôm nay, quý vị có thấy chương trình văn nghệ hôm nay rất là xuất sắc không? Nếu xuất sắc xin một tràng pháo tay để tiếp tục mình mời các ca nghệ sĩ khác. Tuy nhiên, thưa quý vị, trong phần cảm ơn của chúng tôi lúc cuối thì quý vị sẽ thấy rằng là tôi có rất nhiều người chúng tôi phải cảm ơn. Có một điều chúng tôi không thể nói, không thể đợi tới về phút cuối. Quý vị nhìn thấy chưa bao giờ chúng ta có một cái banner mà nó lớn như vậy. Thì chúng tôi phải nói tới cảm ơn New Store Design and Construction đã giúp cho chúng ta không một chút tốn kém nào mà đã làm hết tất cả mọi chuyện. Rồi còn ra để có người đóng góp. Xin một tràng pháo tay thật lớn để cảm ơn New Store Design and Construction. Cảm ơn. Dạ vâng, như là chúng tôi có nói trên nhiều cái talk show, ngày hôm nay quý vị biết rằng tất cả các anh chị em nghệ sĩ khi mà được biết là chúng ta sẽ có cái chương trình này đã đóng góp một cách rất là tích cực. Và chính vì như vậy hôm nay có mặt ở đây, cho nên xin quý vị hãy ở lại cho tới giờ phút chót để chúng ta ủng hộ cái tinh thần những người mà có lòng với đất nước, tổ quốc chúng ta, không nhận một chút thù lao nào hết. Thưa với quý vị, không nhận chút thù lao nào của tôi là người trong ban tổ chức, tôi có thể khẳng định được đó. Xin quý vị một tràng pháo tay nữa cho tất cả các ca nghệ sĩ. Cảm ơn thị trưởng Charlie Chí. Và kính thưa quý vị, tiếp theo chương trình, quý vị, một giọng ca mà tôi nghĩ quý vị cũng đang chờ đợi khá lâu rồi. Một giọng ca rất là cao vút mà lại một nhan sắc không bao giờ già. Xin quý vị cùng chúng tôi đón mừng nữ danh ca Diễm Liên. Để em đêm đêm đợi mong anh ơi, mùa trăng đến anh đang ở đâu,
Nữa đi quý vị, rất là đẹp và rất là nhiều. Vâng, và Diễm Linh cũng là bạn thân của em gái anh Thủy mấy chục năm đấy quý vị ạ, cũng như là em gái trong nhà. Và sau đây thì Hồng xin được hân hạnh, rất là hân hạnh giới thiệu một người nữ ca sĩ danh ca mấy chục năm nay quý vị ạ, từ Việt Nam qua tới đây. Mà từ hồi còn nhỏ thì Hồng rất là mê tiếng hát của chị, và cái niềm đam mê hát của Thi Hồng nó cũng bắt đầu từ đó, và luôn luôn để theo dõi chị. Và không ai khác hơn đó là nữ ca sĩ xinh đẹp của chúng ta, Thanh Lan. Chị Thanh Lan ơi, lần đầu tiên em được đứng trên sân khấu cùng với chị, em rất là vui vì chị là my idol when I was very little and I love you. Cảm ơn em. Thanh Lan xin trân trọng kính chào tất cả quý vị và các bạn ạ. Hôm nay Thanh Lan rất là hân hạnh có mặt trong buổi các bạn nói chung với Thanh Lan nhá. Lễ khánh thành trụ cờ và lễ thượng kỳ Việt Nam Cộng Hòa. Yeah! Dạ, rất vui khi mà hôm nay chúng ta tụ họp lại đâu rất là đông. Trước hết Thanh Lan xin gửi đến quý vị một bài hát của Trần Thiện Thanh, đó là nhạc phẩm Đồn Vắng Chiều Xuân, để chúng ta nhớ lại những ngày xưa. Dạ, cho Thanh Lan xin 1 giây để dặn ban nhạc. Hình như là chỉ có gửi cái list cho cô Tông.
À, vâng, nhớ lại những ngày xưa Thanh Lan hay đi hát tại các tiền đồn đó. Nên hôm nay xin hát lại bài hát này để chúng ta cùng nhớ lại. Dạ, xin cảm ơn anh. Ngày xuân năm đó anh ra đi, mùa xuân này đến anh chưa về, nhớ khi hành quân ven gót rừng, bên rừng xóm hoa mai vàng, chợt nhớ tới sắc áo năm nào em đến thăm gã nhỏ. Mùa xuân năm đó ta chung đôi, mùa xuân này nữa xa nhau rồi, nhớ khi hành quân thân ướt mềm bằng dòng sông loang trăng đầy, lòng muốn vớt ánh sáng chẳng thể viết tên em. Đồn anh đóng ven rừng mai, nếu mai chưa nở anh đâu biết xuân về hay chưa. Chờ em một cánh thư xuân, nhớ thương đồng đầy cho chiến sĩ vui miền xa xôi. Mùa xuân khi khắp nơi yên vui, mùa xuân này đó riêng đôi mình, phút giây mộng mơ trong cánh hoa mai nhẹ rớt trên vai mềm, lòng chơi với ngỡ giữa xuân vàng dáng em xa. Em sẽ không bao giờ quên những ngày chúng ta cùng chung đôi đi trên đường phố. Anh hẹn rằng anh sẽ về và chúng ta sẽ sống bên nhau mãi mãi. Mùa xuân ngày đó riêng đôi mình,
Khánh Hòa mai nhẹ dần trên vai gầy, lòng chơi với mưa giữa xuân vàng sáng em xa, lòng chơi với mưa giữa xuân vàng. Cảm tạ quý vị ạ. Cảm ơn chị Thanh Lan rất là nhiều. Và kính thưa quý vị, tiếp theo là một màn rất là đặc biệt. Đây là màn trình diễn dài của câu lạc bộ Tình Nghệ Sĩ. Xin quý vị cùng chúng tôi cho các chị trong câu lạc bộ Tình Nghệ Sĩ một tràng pháo tay quý vị. Yes. Việt Nam tôi yêu, yêu tà áo em, hồn quê thân thương trong tà áo xinh, xinh xinh áo bay theo từng bước chân, áo dài yêu lắm dáng hình Việt Nam. Mùa xuân ơi, áo em đang lượn bay, đẹp những chồi non trong nắng nhẹ vương. Mùa hè sang, áo em bay ngày xưa, lưu bút thâm trao, hẹn sẽ gặp nhau. Việt Nam yêu sao quốc phục ngàn năm, là đây thân thương bao tà áo xinh, bay bay thướt tha theo từng bước chân, áo dài yêu lắm dáng hình Việt Nam. Mùa thu ơi, áo bay trong mộng mơ, nón lá nghiêng che có tiếng thu rơi. Mùa đông sang dẫu nơi đâu ngàn phương, vẫn mãi tung bay áo dài Việt Nam. Việt Nam tôi
tôi yêu, yêu tà áo em. Hồn quê thân thương trong tà áo xinh, xinh xinh áo bay theo từng bước chân. Áo dài yêu lắm dáng hình Việt Nam. Mùa xuân ơi, áo em đang lượn bay, đẹp những trôi non trong nắng nhẹ vương. Mùa hè sang áo em bay ngày xưa, lưu bút thâm trao hẹn sẽ gặp nhau. Mùa thu ơi, áo bay trong mộng mơ, non lá nghiêng tre có tiếng thu rơi. Mùa đông sang dấu nơi đâu ngàn phương, vẫn mai tung bay áo dài Việt Nam, vẫn mai tung bay. Xin cảm ơn câu lạc bộ Tình Nghệ Sĩ ạ. Những tà áo dài Việt Nam rất là đẹp phải không quý vị? Và bây giờ thì chương trình của chúng tôi cũng là vì trời sắp mưa rồi quý vị. Thành ra âm thanh rất là sợ. Mưa xuống là hư hết một dàn máy mấy chục ngàn lận. Thành ra bây giờ đó, xin phép quý vị là chương trình đến đây xin tạm ngưng. Rất cảm ơn quý vị đã dành chút thời giờ quý báu đến đây. Và luôn luôn chúng tôi xin tri ân sự đóng góp của quý vị. Chúc quý vị đi về lái xe được bình an và sức khỏe thật dồi dào ạ. Chúng tôi xin kính thay mặt cho ban tổ chức xin cảm ơn sự hiện diện đông đảo của quý vị. Xin cảm ơn tất cả các ca nghệ sĩ đã đóng góp trong chương trình ngày hôm nay, cũng như ban nhạc và âm thanh. Chúng tôi cũng xin được cảm ơn tất cả những người đã đóng góp trong chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn đến New Store Design and Construction đã làm cái tấm banner này. Tôi thấy chưa có tấm banner nào mà lớn mà đẹp như vậy. Thưa với quý vị, và chúng tôi cảm ơn đến ban ẩm thực cũng như tất cả những người đã đóng góp trong chương trình ngày hôm nay. Và cảm ơn luôn bên công ty Teletron đã giúp cho chúng tôi về cái phần văn nghệ ngày hôm nay. Xin được cảm ơn tất cả các anh chị, đặc biệt là những người ở xa cũng đã tới đây, để có từ ở Fresno, từ ở bên Florida, từ ở nhiều nơi. Một lần nữa xin quý vị một tràng pháo tay để cảm ơn tất cả những vị này. Thank you very much. Chân thành cảm tạ quý vị ạ. Xin chúc mừng thị trưởng và toàn thể đồng bào quận Cam cũng như toàn thế giới trong ngày này rất thành công quý vị.